Thưa quý vị, hiện nay tình trạng trộm cắp tài sản, đặc biệt là xe máy đang diễn ra nhiều với các phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi. Các đối tượng thường nhắm đến những mẫu xe máy tay ga đắt tiền, nhưng cốp xe thì lại vô cùng lỏng lẻo. Lợi dụng tìm kiếm phát hiện lúc các chủ xe sơ hở, các băng nhóm thường ngay lập tức áp sát, dàn cảnh để cô lập bị hại và phương tiện, rồi nhanh tay mở cốp trộm tài sản để trong xe. Đây là đối tượng Trần Hoàng Cường, trú tại huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hoàng Mai, Hà Nội bắt quả tang khi đang cùng Chu Thị Hiền gian cảnh trộm cắp. Nhóm đối tượng khai nhận đã thực hiện chót lọt ít nhất 10 vụ cậy cốp xe máy trộm cắp tài sản trên địa bàn Hà Nội. Thủ đoạn của hai đối tượng này là thường đi lòng vòng dọc các tuyến đường, các chợ, nhận thấy người mua hàng ven đường có sơ hở là hai đối tượng bèn áp sát, dàn cảnh móc cốp xe. Em đi ở trên đường em thấy người ta sơ hở thì nó cái cốp nó bị chênh lên bị kênh thì em vào đấy thì em vào cùng với chị em thì chị em vào mua hàng đấy, sau đấy thì người ta sơ hở thì không ai để ý, em mở cốp ra thì em mở cái cốp cốp mở ra thì em lấy tài sản. Thủ đoạn móc cốp xe máy trộm tài sản không phải là mới nhưng ngày một tinh vi, không chỉ nhắm đến những người phụ nữ đi xe ga tại các khu chợ mà hiện nay loại tội phạm này còn biến tướng mở rộng địa bàn hoạt động tại các điểm công cộng, khu vực ngân hàng. Khi thấy người dân dựng xe máy mà không có người trông giữ, chúng liền đến cậy phá cốp xe để lấy các tài sản bên trong. Đa số phụ nữ đi xe tay ga dừng đỗ và mua hàng thì các cái đối tượng sẽ điều khiển xe áp sát xe của bị hại, sau đó thì một đối tượng xuống trước để xuống trước mua hàng, giả mời mua hàng, che chắn tạo hoàn cảnh để cho cái đối tượng còn lại móc cốp, kiểm tra các cốp nào mà bị hại người ta không đóng chặt thì đối tượng sẽ lấy tài sản từng đi xe tay ga. Vì khi đến các người phụ nữ này đa số để các tài sản như ví này, điện thoại này, rồi túi sách này để ở trong cốp. Có những trường hợp này khi mà những kế toán của công ty ấy, người ta đi người ta mang mấy chục triệu cái tiền tiền người vừa thu các thứ về nên mất rất nhiều tài sản. Thực tế, yên xe máy được làm bằng các vật liệu mềm, kết cấu không chắc chắn, tội phạm rất dễ dàng ra tay chiếm đoạt các tài sản bên trong. Do vậy, khi đến các điểm công cộng, nhất là các điểm giao dịch ngân hàng, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác. Nếu để tài sản có giá trị trong cốp xe thì cần chú ý quan sát, phòng các kẻ gian theo dõi và nên đi về nhà cất tài sản trước khi dừng xuống xe.